Kính chào bà con, tôi là Nguyễn Văn Tại ở Đồng Còng, Tân Mộc, Lục Ngạn, Bắc Giang. Qua cái thời gian tôi làm vườn thì tôi có sử dụng thuốc Tomoki của công ty Lông Dược Việt Nam. Thì qua trong cái quá trình làm vườn này tôi sử dụng cái thuốc này, tôi cảm thấy là hiệu quả rất cao, nhất là về cái nhện đỏ trên cây cam. Mà tôi thường thường tôi pha 240 một chai này 240 ml với một phồm là 120 ml nước, tôi phun được khoảng gần 3 sào. Thì trong 3 ngày thời gian tôi phun trong 3 ngày thì tôi thấy cảm thấy là da tôi thấy là cái con nhện đỏ là bắt đầu chết, và một thời gian sau đó là hiệu quả rất cao. Tôi cũng qua sự phun của tôi cũng thấy là cái thuốc này nó hiệu quả. Thì tôi rất mong bà con là tìm hiểu và để mà phun cái này cho nó hiệu quả hơn.